Lột bộ đồ ra là làm gì? Là bưng tô cơm ra ngồi canh heo vừa ăn, cũng không được ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng ở trên bàn. Ngồi bưng tô cơm ra ăn canh heo, vừa tranh thủ canh coi heo cho con bú, vừa phải ăn cơm. Ăn cơm xong vừa để cái tô xuống là vô đi tắm heo nè, mà đâu nuôi ít lắm, có 100 con heo nái à, rồi nuôi nó đẻ ra tới đâu thì nuôi thành heo thịt, heo lớn tới đó. Tắm heo, ta nói ngày nào cũng quần quật với mấy con heo, tối về cũng không được ngủ, cũng không được ngủ ngon lành nữa, lúc nào cũng phải trong trạng thái là thiếu ngủ. Bị heo đẻ liên tục mà, 100 con mà, có khi một đêm nó đẻ 3-4 con, trời ơi là bữa đó là thiếu mất ngủ luôn. Mà cái thời hồi đó con nít thèm ngủ dữ lắm bà con nít rất thèm ngủ luôn, mà nó nói ngồi mà ráng kêu ráng mở mắt lên, có những cái giấc mà dậy để canh heo cái giấc 1-2 giờ sáng, trời ơi lúc đó em nói thiệt mọi người, lúc đó em thèm ngủ kinh khủng, nhưng mà em phải ráng em ngồi dậy em đi mà em không mở mắt nổi luôn, ráng phải lết ra em ngồi canh. Có những lúc nằm trên võng vô tình ngủ quên xong lật đật giật mình dậy, đếm mà lỡ thiếu một con nào là trời ơi tôi nói.